đi. Để lấy chiếc diều ạ? Đúng vậy. Vâng ạ, bọn em đi luôn đây ạ. Chiếc diều đây rồi. Đây là kho báu rất đáng giá, nhất định nó phải là của mình, không thể để rơi vào tay khác được.
mày cầm chiếc rìu chạy đâu vậy? Mày dám phản bội à? Đi! Là lính của Alibaba. Chiếc rìu. Tôi nhớ rõ ràng là tôi để chiếc rìu ở đây mà. Không xong rồi, chắc chắn chiếc rìu nó rơi vào tay bọn Alibaba rồi. Có lẽ nào bọn Alibaba đã biết chiếc rìu chính là bản đồ kho báu. Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng lấy lại chiếc rìu trước khi bọn chúng tìm ra kho báu. Đi thôi. Chị, bọn em đã lấy được chiếc rìu về đây rồi chị ạ. Thế còn thằng kia đâu? Nó định lấy chiếc rìu này làm của riêng, lên em đánh giết nó rồi chị ạ. Thôi được rồi, thì chúng mày có bị bọn Icon phát hiện không? Không chị ạ, khi bọn em đến đấy không có bọn Icon ở đó. Tốt lắm, chúng mày đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi tìm kho báu. Vâng ạ. Sau khi lấy được kho báu thì ta sẽ có tất cả. Hy vọng là bọn chúng chưa rời khỏi đây để đi tìm kho báu. Ông là ai? Chúng tôi là người của tổ chức Alibaba. Đến đây muốn nhờ ông giúp một việc. Tôi đã rửa tay, không có dính dáng gì đến giang hồ. Các ông tìm nhầm người rồi.
chắc ông còn nhớ người đàn bà này. Tôi không biết người đàn bà này là ai. Nếu ông không giúp chúng tôi, có thể bà ấy sẽ phải chết. Bà ấy đang gặp nguy hiểm. Đây là gì? Bà ấy đang ở trong tay bọn X-Gun. Nếu như ông không đến cứu bà ấy thì bà ấy khó thoát khỏi tội chết. Đi thôi. Ông hãy chọn đi. Hiện giờ bọn X-Gun đang giam giữ cô ấy ở đâu? Hiện tại bà ấy đang bị giam giữ ở căn cứ của bọn X-Gun. Ok. Hai thằng mày lấy vũ khí đi theo ông ấy. Chúng ta cũng phải đột nhập. Ok Candy, tớ biết rồi. Đi. Chúng ta bị chết một thằng rồi. Giết nó. Này, tập chết nó, ra cứu chủ. Sao chứ? Em không sao. Đi thôi.
ba lô đây. Mày lấy ba lô đi. Wow, ngon rồi. Lần này về kiểu gì xếp thưởng. Tao nào. Này. Jenny, có sao không? Bọn chúng đã lấy đi chiếc ba lô rồi. Em cướp được hàng của nó rồi.